Chào buổi sáng anh em, quý vị và các bạn. Trong thời gian vừa qua thì Xpander cũng là một mẫu xe 7 chỗ với một mức giá 630 triệu và 590 triệu rất hợp lý. Còn một diễn viên khác thì tại triển lãm Bangkok Motor Show thì đối thủ của Xpander chính là Suzuki Ertiga cũng đã giới thiệu phiên bản mới nhất. Và tại thị trường Thái Lan thì phiên bản này có gì đặc biệt thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé. Ertiga mới nhất của Suzuki. Thưa bạn, tại thị trường Thái Lan thì sẽ có hai phiên bản. Phiên bản GL và GX. GL có giá là 655.000 baht. Quy đổi sang Việt Nam nó khoảng 485 triệu. Còn phiên bản GX cao cấp hơn mà trước mắt quý vị đang thấy thì có giá 695.000 baht. Vâng. Quy đổi sang nó khoảng 514-15 triệu đồng Việt Nam. Đây. Các bạn đi vòng một vòng ngắm nhìn kiểu dáng của Ertiga. Ertiga mới này sử dụng cái nền tảng khung gầm mới của Suzuki. So với cả Ertiga đời trước thì đầu nó nhìn khôn hơn rất là nhiều, trông nó có gì đấy hiện đại hơn. Từ lưới tản nhiệt đến đèn, đèn pha là halogen, đèn chiếu gần, đèn cốt là projector. Cái phần đầu này của Suzuki phải nói là khá là đẹp. Tất nhiên là cái bản này đã được lắp thêm một cái kit, bộ kit ở dưới rồi. Đấy. Suzuki Sport cản dưới, cho nên nhìn nó cũng tăng thêm phần thể thao cho mẫu xe này. So với Dynamic Shield của Xpander thì rõ ràng là nó không hầm hố bằng. Nhưng phải nói là nuột, thực sự là nuột đấy, nuột rồi. Rất nuột, đây đèn nữa. Đèn chiếu, đèn gầm đây ạ. Cản dưới. Vành này là vành 15, khá nhỏ nhắn. Một xe 7 chỗ của Suzuki trông đẹp hơn rồi. Đấy, các bạn nhìn ngang này, nhìn chung là nó có gì đấy, có những cái đường gân gì đấy hao hao. Xpander thì sẽ sắc hơn. Chiều dài tổng thể của Suzuki nó khoảng 4m4, ngắn hơn một chút so với chiều dài tổng thể của Xpander nó gần về 4m rưỡi. Đó. Phần đuôi xe nhá, phần đuôi xe thì cũng được gắn bộ kit rồi, bộ kit thể thao bên dưới và cánh lướt gió phía trên, cho nên là nhìn đuôi nó thể thao hơn nhiều. Phần đèn thì nó giống gì nhỉ? Trông nó có vẻ giống hơi giống Volvo ấy. Đấy. Các bạn chỉ nhìn vào thể tài, à phải như ta có các kiểu lông mảng xe máy. Nói chung là với thiết kế này thì về Việt Nam là có vẻ như là sẽ được khách hàng yêu thương đấy. Nếu cặp mà cảm biến, hai cảm biến. Không có cảm biến lóc. Ở đây tôi chưa thấy camera lùi ở đâu cả. Chưa thấy vị trí đặt camera lùi ở đây. Về thị trường Việt Nam thì với những cái mẫu xe bây giờ thì camera lùi nó là trang bị nghĩa là không thể thiếu. À đây có smart key. Smart key. Rồi, ui rồi. Nội thất hoành tráng nhỉ. Nội thất Ertiga đời trước của mình thì nhìn toàn nhựa với cả, nhưng mà trông nó rẻ tiền thì thiết kế của Ertiga đời này đã nhìn lại sang không? Giả gỗ này, giả gỗ trông yêu thương, bóng lộn luôn, bóng lồng lộng luôn. Gương điện,
cụm có. Rồi, auto lên xuống là chỉ có gương lái thôi. Khoang kính có. Ghế điều chỉnh bằng cơm hết, cũng giống như Expander mà thôi. Thiết kế cái phần dàn táp lô này đấy, vô lăng đáy bằng này, thể thao chưa? Đấy, đáy bằng đấy, như AMG mở sport các kiểu luôn. Thực ra cái phần dàn táp lô này, cái bảng táp lô cửa này, táp lô bên mặt trước này khá là đẹp đấy. Đây, để mình vào cửa sau mình quay cho các bạn thấy rõ hơn. Nỉ hết, nỉ đây, toàn bộ phần khoang trước này trông cũng hoành tráng đấy chứ. Đấy, vô lăng gỗ mình đây là nhựa thôi chứ không phải là gỗ được, nhựa giả vẫn gỗ. Có điều khiển vô lăng âm lượng, có điều khiển đàm thoại rảnh tay. Tôi chưa thấy cruise control ở đâu cả. Expander thì có. Rồi, đồng hồ. Có một cái màn hình nhỏ nhỏ ở dưới, vài ba inch gì đấy, để hiển thị các thông tin km rồi odo rồi vân vân. Nói chung thiết kế nhìn nó tinh hơn. Và cái cửa gió điều hòa này, cửa gió điều hòa thiết kế nó khá là ăn nhập đấy. Ở đây thì mới thấy hai túi khí trước thôi. Rồi, và một màn hình ở giữa. Cái màn hình này thì nó hơi dị. Cái diện tích màn hình thì lớn, nhưng cái màn hình hiển thị thông tin thì nó được một mẩu ở đây. Khả năng lý do là cái màn hình này cho nên camera lùi nó không có. Nó cũng chưa có. Điều hòa cơ. Điều hòa chỉnh cơ gió trong gió ngoài cũng gạt làm cái đoàn cái. Từ những năm 80 của thế kỷ trước. Rồi, đầu 12V ở dưới. UX, USB ở đây. Các cái ngăn chứa đồ. Xe, các dòng xe MPV thì đương nhiên rồi. Thì luôn ưu ái tính toán thiết kế các vị trí chứa đồ. Cần số của hộp số tự động 4 cấp, số thẳng này. Đấy, khá giống với cả Expander. Hộp số tự động thì Expander cũng là 4 cấp. Mẫu xe này cũng 4 cấp. Công suất của mẫu xe này, công suất cực đại nó 105. 105 ở vào 6.000 vòng. Máy thì cũng là 1.5. Nhìn chung các chỉ số công suất mô men xoắn thì không có sự chênh lệch quá nhiều so với Expander đâu. Nhưng phần thiết kế này là là được. Rẻ tiền. Đấy. Nếu mà mẫu xe này mà bán giá bằng như ở giá Thái 580 mấy triệu thì khả năng là cháy hàng là cũng hơi bị cao luôn. Rồi. Đây xem nào. Phanh tay đây, phanh tay ở đây, phanh tay cũng phanh tay này nhỏ hơn phanh tay của Expander nhá, nhưng cũng chưa có cái phần ốp ga ra ở đây. Cho nên là rơi đồng xu đồng xiếc ở đây và ta cũng phải cẩn thận. Các bạn quan sát lên phần trần ạ. Ở đây thì cũng chưa có cái hộp đựng kính này. Phần trần được thiết kế vòm lên. Đấy. Và phần điều hòa các bạn có thể thấy đây. Cửa thông gió điều hòa đây. Đây, ở trên này. Đấy. Và nó sẽ lấy gió ra phía sau. Khá với giống Expander. Đấy, một dàn cửa gió rồi bốn cửa điều chỉnh. Wow. Ý da. Hàng ghế thứ hai thì rất là rộng. Rộng, trục cơ sở cũng khá là tương đương nhau, chênh lệch nhau không quá nhiều. Đây các bạn có thể thấy này. Ghế thì điều chỉnh được độ ngả. Đây ạ. Đấy, có thể điều chỉnh được. Đây, điều chỉnh bằng cơ. Suzuki Ertiga vẫn chuẩn bị năng lượng mà cơ. Và tôi cũng có thể
điều khiển được, kéo cái này lên xuống nó như thế này. Một mình cho nên xoay sở nó. Đấy. Đấy, kéo được lên. Nói chung nếu mà kéo lên như thế này ấy, kéo điều chỉnh cái độ lệch như thế này ấy, và điều chỉnh cái tựa nó ngả lên ấy, thì là để mình xem. Đấy, điều chỉnh cái khoảng này vẫn ngồi được hàng ghế thứ hai và vào được hàng ghế thứ ba. Nhìn chung là cũng khoang xe này cũng không thua kém Expander là bao nhiêu đâu. Còn chỉ số cụ thể thì chắc là phải đo thực tế đây các bạn, có thể quan sát phần trần nhá, cửa gió điều hòa này, trần thiết kế lõm lên khá mong manh nhưng mà sẽ là thoáng, và ngồi con này sẽ là thoáng thật. Khi mà ở hàng ghế thứ ba các bạn sẽ thấy được một cái ô cửa kính rất to. Đây, thoáng từ trước ra sau. Nhưng mà ở cái trụ A bây giờ mình mới quan sát là nó không có một cái ô thoáng như của Expander. Expander thêm một cái ô cửa thoáng ở cái trụ A nhỏ nhỏ cái nữa. Ở đây không có, Ertiga này chưa có. Nhìn chung thiết kế từ ngoại thất và đến nội thất của Ertiga mới này phải công nhận là nuột. Khá nuột. Rồi. Chỉ chứa đồ đây. Đồ này rộng đấy chứ. Rộng đấy. Đây cũng có hộc chứa đồ ở dưới. Khá giống với cả Expander này. Được đấy, mẫu xe này về Việt Nam mà giá yêu thương, giá cạnh tranh là không hề đơn giản đâu. Không hề đơn giản đâu. Đó, tại thị trường giá ấy. Có rất nhiều màu, màu trắng, màu đỏ đun. Rồi, anh em xem thì nhớ rung chuông và đăng ký kênh giúp nhá. Chỉ nó cũng không mất gì đâu. Nhờ anh em mỗi hành động vậy thôi. Xin cảm ơn anh em quý vị và các bạn.